liên tục, bây giờ còn phải nói bao bao nhiêu lâu nữa cơ. Mặt thì toàn mồ hôi dầu, mặt thì toàn mồ hôi dầu chứ không phải là ít. Bây giờ cứ ở nhà xong rồi đi lúc ta lên tung lên ta lên tính này đến bao giờ. Thật sự bây giờ đã làm vít 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 thứ hai, vít thứ hai trong cái đoạn bộ 8 rồi, mình đã làm vít thứ bảy, mình đã làm vít bảy, mình đã làm vít thứ hai rồi. Mà tầm khoảng một giờ em mới quay lại, không biết nó có điện không nữa. Thật giờ còn cứ lo lo rối cả thứ, nên bây giờ không biết đến mấy giờ mới có điện nhỉ, không biết thấy thông báo. Nếu mà mất thì chỉ mất ở khu dưới này thôi thì không sao, chứ mất ở khu trên là chết thật. Thật sự mất nó ở khu trên là chết, chết hẳn luôn. Bác ơi, bên nhà bác có mất điện không bác hả? Có, mất điện từ lâu rồi. Chết, chết thật rồi. Trời ơi, sao mà trời không chiều lòng người này. Mất điện này rồi.